Xin chào các bạn nha. Thì ở video này thì mình chia sẻ với các bạn là cách bấm bằng si thứ các bạn. Si thứ là nhiều khi là những bạn mà mình bấm chạng á không được, cho nên là mình ở video này thì mình sẽ chia sẻ một số cách bấm thay cho si thứ để cho các bạn dễ đánh hơn, nó không có chạng nữa. Đó như vậy nha. Thì rất là nhiều bạn nói mình yêu cầu mình làm cái thay âm si thứ bạn gì, những bạn mới tập á thì đúng, bây giờ mới tập thì các bạn tập mấy cái đơn giản đi, sao mà lực tan tan á thì mình hãy đi vào tập như âm trạng nha. Thì đầu tiên á, si thứ là phải nói về tọa độ của nó, là mình sẽ để tọa độ trên này đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành bấm nha. Rồi si thứ về cái đầy đủ á là bằng dùng kỹ nè, bằng trạng như thứ hai nè đó, trạng 5 giây thôi, 6 giây cũng được tùy, nhưng mà 5 giây là đủ rồi. Mình hay bấm 6 giây tại vì nó quen với âm khác á đó, mình chạm chỉ vào ngày thứ hai. Rồi ngón này còn đặt vào như này, một ngón vào đây đó, vào ngón vào đây. Rồi mình sẽ đánh bát năm đó. Thì si thứ là nó có công thức như vậy, nhưng mà cái đây nó chạm thì nhiều bạn bấm chưa quen thì như nào, mình sẽ tay bằng cách là mình giữ nguyên bao ngón này và mình bỏ cái này ra, bỏ chỉ ra và mình sẽ đặt vào cái này dây thứ nhất, dây thứ hai, đó, nó là như sao, đó, thấy không? Đó thì mình đối với cái này mình bấm bass thì mình thôi cho nó như 4 đi. Thực ra là nó không có đúng. Thì đây là nó đơn giản, nó sẽ nghe nó sẽ sai một tí, nó sẽ sai ở cái dây bass. Thì dây bass của nó đúng á là nó vị trí này đúng không? Nhưng mà ở đây mình đã đơn giản rồi thì mình đặt ở đây. Thì mình thôi đánh gì 4 thì nó vẫn nằm trong cái này, nhưng mà nó sai với bass một tí, nhưng mà nó nghe là tạm được thôi chứ không phải chính xác nha các bạn. Thì bạn đầu mới tập có thể tập cái bấm này hoặc thay thế rồi lại nha, có nghĩa là bấm rút gọn của si thứ các bạn sẽ đặt tay như sau, một ngón vào đây, một ngón vào đây, rồi một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh từ gì 4. Còn bạn nào muốn đánh nó đầy đủ hơn tí thì nó sẽ khó hơn một tí đó, có nghĩa là ba ngón này các bạn phải nhớ nguyên nha. Rồi các bạn dùng ngón này nè, ngón chỉ này các bạn đặt vào dây 5 đó, dây 5 đúng không? Ở sau là mình rón, mình đè lấy cái đốt này nè, mình đè vào cái dây thứ nhất hoặc là ái xuống, xiên xuống để cho nó có một cái điểm va chạm vào dây thứ nhất, để cho nó đè dây thứ nhất vào, đánh từ dây 5 là đúng luôn. Tuy nhiên cái đây là cái thế nó rất là khó, nên là bấm nhiều khi nghe tịch đó, thì bằng chậm xong mình cũng chậm, nó chưa dính vậy đó, nó nghe tịch á, tại vì đó. Dạ nó giống như chạng quá rồi, nhưng mà nó sẽ giảm cái lực đi một tí, có nghĩa là lúc mình đè mình chỉ đặt trọng tâm nó vào hai cái dây 5 và dây 1 thôi cho nó đầy đủ. Đây nghe tịch tí, nhưng mà nó cũng còn tạm được thôi. Còn bạn nào không thích thì cứ bỏ ra bấm dây này thôi, lấy cái dây bass của nó thì nó hơi lố đúng không? Đó thôi, tốt nhất là đè vào hoặc là bấm kiểu này là nó ok nhất đó. Thì mình khuyến khích các bạn bấm kiểu này đó, nó nghe nó đúng hơn. Rồi ok, thì đó là cái chia sẻ của mình về cái bấm cót của si thứ, để giúp những bạn mà mình không bấm được cái kiểu chạng thì mình bấm nó như thế nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.